Xin anh cho biết câu lạc bộ mà anh yêu thích nhất. Juventus. Manchester United. Real Madrid. Cầu thủ mà anh yêu thích nhất. Maradona. Bosco. Maradona. Zinedine Zidane. Báo thể thao anh đọc hàng ngày tại Việt Nam. Thể thao 24 giờ. Thể thao 24 giờ. Thể thao 24 giờ. Báo thể thao 24 giờ. Chỉ có thể là báo thể thao 24 giờ.